Clip đổi hoa cưới của hai chú rể đang gây sốt trên các trang mạng xã hội vì sự duyên dáng. Cặp đôi cô dâu chú rể triệu view đang được cộng đồng các trang mạng xã hội tìm kiếm nhiều nhất ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên khắp các trang mạng xã hội lớn như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram đang lan truyền một clip của một tài khoản TikTok ghi lại tình huống thú vị xảy ra khi hai đoàn rước dâu gặp nhau đi qua cầu. Theo clip, trên một đoạn đường ven sông có hai đoàn rước dâu đi ngược chiều nhau và gặp nhau tại cầu Tân Dân làng Đồ Gỗ Mỹ Nghệ thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vì chiếc cầu không đủ rộng cho hai đoàn tránh nhau nên một đoàn đã dừng lại nhường đường cho đoàn kia qua trước. Sau khi qua cầu, hai đoàn ngỏ lời và xuống xe để hai chú rể cùng nhau đổi hoa cưới. Theo quan niệm dân gian tại một số tỉnh miền Bắc, khi hai đám cưới gặp nhau, việc trao hoa cưới có thể là hai cô dâu hoặc hai chú rể trao cho nhau sẽ giúp xua đuổi vận xui và giúp tình duyên vợ chồng bền chặt. Tất nhiên, vì là quan niệm thì không ai chứng minh được đúng sai. Người đời sau thấy đời trước đã làm thì cứ thế mà theo thôi và coi như đó là điều thú vị trong cuộc sống. Clip ghi lại hình ảnh của hai chú rể trong trang phục vest cưới bành bao bước xuống xe hoa, trên tay cầm bó hoa cưới từ từ tiến lại gần nhau với niềm vui và nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt. Chào hỏi xong, hai chú rể đã bắt tay nhau và dành cho nhau một cái ôm để chúc mừng, sau đó cùng trao đổi với nhau bó hoa cưới trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Khi đã thực hiện tục lệ đổi hoa cưới xong, mọi người cùng lên xe tiếp tục hành trình và không quên trao cho nhau những lời chúc trăm năm hạnh phúc. Người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, lần đầu được lái xe hoa lại may mắn gặp cảnh tưởng đẹp này. Thật có duyên. Rất nhanh chóng, đoạn clip thu hút hàng vạn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt các trang báo lớn như Báo Mới, Kênh 14.vn và hơn chục trang báo khác đã đăng tải thông tin về sự kiện thú vị này. Đến thời điểm hiện tại, số lượng người xem và chia sẻ vẫn không ngừng tăng lên. Nhiều người cùng chúc phúc cho hai cặp đôi trong ngày trọng đại và cũng có người bày tỏ lần đầu tiên biết tới tục lệ trao duyên, đổi hoa cưới này. Đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Ngoài những bình luận chúc mừng, có rất nhiều dân cư mạng đã bình luận và thích thú vì sự trùng hợp cả hai xe hoa của chú rể và đều mang nhãn hiệu VinFast Luxe A2.0. Ngay sau khi clip được lan truyền rộng rãi, cộng đồng mạng đã không ngừng tìm kiếm thông tin của hai cặp đôi trai tài gái sắc này. Và chúng tôi cũng đã nhanh chóng liên hệ được bạn chú rể là người đăng clip thì được biết. Chú rể trong clip là anh Đỗ Bình, giảng viên Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người IPTVKH. Ngoài ra, chú rể cũng là một người rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại anh còn đang giữ chức vụ cao trong ban lãnh đạo của một tập lớn về y tế và bảo hiểm Medici. Còn cô dâu trong clip, vợ của anh Đỗ Bình, là chị Ca May. Ngoài có khuôn mặt xinh xắn, cô dâu còn là một người phụ nữ tài giỏi có sự nghiệp ổn định. Sau khi tốt nghiệp cử nhân trường Học viện Ngân hàng khoa ngôn ngữ Anh, hiện nay cô dâu đang làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm lớn. Và hiện tại hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội.